Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của nghi can bắt cóc bé trai tại Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng là ai nhé? Nghi can bắt cóc bé trai tại Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng là cán bộ thuộc đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an Vĩnh Phúc. Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai ở Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng xôn xao dư luận, ngày 16 tháng 8, nguồn tin của báo Giao thông cho biết, nghi can Nguyễn Đức Trung 31 tuổi, quê tại thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là cán bộ tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, thông tin Trung đã lấy vợ vài năm, gia đình Trung cũng khá giả. Sau khi lập gia đình, Trung mua nhà, sinh sống tại thành phố Vĩnh Yên, thỉnh thoảng mới về quê thăm gia đình nên chính quyền địa phương chưa nghe thấy có điều tiếng gì về đối tượng này. Chia sẻ với phóng viên, nhiều cán bộ, chỉ huy đang công tác tại công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tỏ ra bất ngờ khi biết Nguyễn Đức Trung là nghi can bắt cóc trẻ em, rúng động dư luận. Khi biết tin, ai cũng bất ngờ vì trước đó Trung vẫn đi làm bình thường. Thậm chí, khi công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác phối hợp truy bắt khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội, Trung cũng tích cực tham gia tham mưu, chỉ đạo công tác triển khai trong các nhóm Zalo triển khai công việc, nguồn tin tiết lộ. Trước đó, như báo Giao thông đã thông tin, ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung để làm rõ hành vi tống tiền. Trung được xác định là đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Theo người dân chứng kiến vụ việc, đối tượng Trung đã rình rập ở khu vực BT7 nhiều ngày. Trước khi bắt cóc cháu bé thì đối tượng ngồi trong xe nhiều giờ. Đối tượng đi trên chiếc Kia Morning ở đây nhiều ngày rồi. Người này ngồi trong ô tô nhưng đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, nhân chứng cho hay. Theo thông tin ban đầu, sau khi bắt cóc bé trai, đối tượng yêu cầu cháu đọc số điện thoại của người thân rồi gọi điện về cho gia đình cháu bé để đòi số tiền chuộc 15 tỷ đồng. Gia đình ban đầu không tin nhưng sau không tìm thấy cháu thì mới hoảng hốt. Từ thời điểm cháu bé mất tích đến lúc gia đình nhận được điện thoại của đối tượng là khoảng 12 phút, nhân chứng cho hay. Cũng theo nhân chứng, đối tượng bắt cóc khá chuyên nghiệp khi liên hệ bằng sim giác, mỗi cuộc chỉ 15 giây. Trong lúc trình báo công an, gia đình cũng đã chuẩn bị một số tiền lớn theo yêu cầu của đối tượng. Mẹ của bé trai đã chuẩn bị tiền như theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, để trong một túi sách. Cuộc giao dịch diễn ra tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khi đưa túi tiền, thì bên trong túi có thiết bị định vị để lực lượng chức năng theo dõi. Từ thiết bị định vị này, đến khoảng gần 5 giờ ngày 15 tháng 8, đối tượng bị bắt, nhân chứng kể. Công an quận Long Biên cho hay, khi bị bắt giữ, đối tượng đã nổ súng bắn đạn cao su trúng vào một cán bộ đội cảnh sát hình sự khiến người này bị thương. Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu, đối tượng Trung khai nhận do nợ nần nên Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc để lấy tiền. Tối ngày 14 tháng 8, Trung điều khiển xe ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm con mồi. Sau khi đi vài vòng, phát hiện bé trai 7 tuổi đang đi xe đạp tại khu vực vắng người nên Trung đã khống chế, đưa bé trai lên xe rồi rời đi. Sau đó, Trung di chuyển qua nhiều tỉnh rồi yêu cầu gia đình bé trai đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình cháu bé bị đối tượng yêu cầu di chuyển theo qua nhiều tỉnh, thành. Khi gia đình giao tiền cho đối tượng ở Hà Nam, đối tượng thả cháu bé. Đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng ở Hà Nam. Chiều ngày 15 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an thành phố đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. 4 tập thể được tặng bằng khen gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Long Biên. 5 cá nhân được khen thưởng là Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trung tá Nguyễn Minh Quang, đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Thượng úy Trịnh Tuấn Phong, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Thiếu tá Đoàn Bá Thành, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên. Trung úy Nguyễn Thành Long, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tiểu sử người nổi tiếng để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.